Hello tất cả các bạn, lại trở lại với channel của mình Hà Văn Bình Thân đây. Thì hôm nay mình nghĩ mình sẽ đi qua cái khu này đó hả? Tiếp tục sẽ là cái khu này nha. Ở Vịnh Sóng Chắc, Vịnh Cát Sóc Trăng vậy đó. Ok. Thì bữa mình có đến nơi cầu nguyện này rồi các bạn ơi. Tối nay mình chụp hình nên mình làm cái gì á? Vịnh Sóng Cát Trăng nè. Ở cái khu cầu nguyện nằm đâu à? Thì mình có nói cái khu cầu nguyện này nè, mình nghĩ là cái khu cầu nguyện này nó nằm trong cái chỗ đền thờ mình nghĩ nó nằm ở bên đền thờ, biết mình vô tình hay mình cố ý nữa mà mình không biết là mình có vô tình hay cố ý mà mình chụp ở chỗ nào á, nó có sẵn luôn rồi, chắc là trong điện thoại. Thì sáng sớm chỗ mình ở nó xe cộ đồ, chỗ xe nó hơi ồn á, mong bạn thông cảm nha. Mình nghĩ là nó đây nè. Do là mấy cái cục đá đó nó đối diện với trăng nó đối diện với trăng, mình nghĩ nó như vậy thôi, mình cũng không biết, mình nói thiệt mình không biết mấy cục đá nằm đâu nữa, mới mình mờ nó đâu á. Không, đây không có rồi, em có rồi. Để mình vô đây mình tìm hiểu lại, hướng dẫn tìm kiếm. Cái mặt trăng kia thì cái mặt trăng ở chỗ này nè. Này các bạn cứ chụp hình mặt trăng nó là được thôi. Ok. Còn chỗ này đến nơi cầu nguyện. Đó đây đó mình ở đó đây. Đây là nơi cầu nguyện đời đời kiếp kiếp tương truyền, gặp đại họ thì đến đây tổ chức nghi lễ. Cục thịt nướng nè, ở đây là cao nguyên, có một cái hố nhỏ gợn sóng cũng không có. Điện thờ xuất hiện thì là nơi thâu sẩm của điện thờ, thuận theo cầu thang xuống nước có thể đến thác nước để chạy quanh một ngày, ngồi trên băng ghế đài chạy. Ở đây là chỗ tắm của điện thờ, thang máy. Đây là điện thờ nè. Ok, điện thờ này nó có cái đường xuống không? Chấm xanh không? Giờ game nó có theo cái chấm xanh nữa. Mạo hiểm là cái gì? Hướng dẫn mạo hiểm. Cháu à. Ok. Nghĩa là nó kêu trong cái đền thờ đền điền đền cái quần đùi gì đó này, nó nằm ở đâu đây nè, có thấy đốm xanh là được. Có thấy đốm xanh là được. Giờ mình chẳng cần biết nó là cái quần què hay chấm xanh là chưa check in lại thôi. Đường này sao mà đi xuống cây thế nhờ. Đây đường xuống đây. Đây cho mình nha các bạn. Các bạn vô trong điện thờ, các bạn chạy vô trong đây nè. Có. Ở đây các bạn chụp ảnh. Ok, một cái nè. Ngay cái điện thờ nha. Nè, ngay điện thờ nè. Ok. Tiếp theo chứ là cái đây là ở ngoài đường hết rồi. Ngồi trên băng ghế giữa chạy hả? Chạy ra đây các bạn ơi, đi một vòng này cũng có, đi từ trái sang phải hoặc là chiếu lên trên là được, từ vùng đất cầm lặng đi lên phía bờ biển, xong chạy qua đường mòn, chạy qua đường phút chút có con nghiêng. Ok, đứng yên luôn ấy. Sớm hơi ồn á, sớm xe cộ rồi đây. Chỗ xe sát bên nhà nó bớt hơi ồn. Các bạn thông cảm. Ok. Đến đâu rồi? Chạy chậm thế. Ở đây toàn là mấy con cá mập, mấy con cá mập tụt không mà trời. Đây có cái hộp bụng khó chịu ghê.
đây cái hòn đá đền thờ này các bạn, à hòn đá đền thờ này, ở đây này chỉ in nhỏ, đây chỉ in nhỏ. Đây ở đây thì bạn cầu nguyện 3 lần là được. Ở đây các bạn cầu nguyện 3 lần. Cầu nguyện 3 lần là bạn sẽ chế in được nha. Họ các bạn chụp hình dưới chân. Ừ, các bạn chụp hình đứng này. Đứng này nha. Đứng này. Các bạn chụp hình là nó dính luôn cái mặt trăng phần 1. Mình sao mình nói dính được hai cái luôn á. Ở đây các bạn thấy cầu nguyện xong các bạn qua đây các bạn chụp hình. Ở đây chụp hình nè. Đó, nó dính này vô luôn. Mà mình đi tìm cái này. Nó chạy à. Ngửa nó chạy. Hay khi nào ghê các bạn ơi. Hay khi nào ghê. Ok không sao. Tìm kiếm. Băng đế lưu chạy, đốt lưu chạy trên răng đế lưu chạy. Đây đây là đâu vậy? Lửa nhiều dữ vậy ta. Mình phải nhìn kỹ các bạn ơi, hình trắng đen này nhìn khó quá. Một cái đống lửa nè, một cái đùi gà nè, một cái hồ nước. Một cái hồ nước hả? Một cái đùi gà với một cái hồ lửa nó dễ tìm mà, nhưng mà cái hồ nước. Đường cây cao nghiêng. Cao nghiêng im lặng. Ok, cao nghiêng im lặng thì nó dễ rồi. Còn cái đống lửa đó thì phải đi vòng đây nè. Mình nhớ không làm cái đống lửa nằm ở đây nè. À. Ở đây không có à. Phải có chứ. À chỗ này mà các bạn câu cá các bạn dễ dính được miếng con bạch tuộc không nha, chỗ này nè. Đó, mình câu cá dính bạch tuộc quá trời luôn. Mình bán mớ đây nè. Mình bán mớ ở chỗ này nè. Nè. Đó, bán được 7 con bạch tuộc nè. Đó. Tuộc đá đó mình chia 7 ke, mình chia tuộc đá 7 ke, các bạn biết là sao không? Do mình cũng đang cần tuộc đá mình lên cái phù văn các bạn ơi. Và phù văn mình nó cũng lên cấp mình nó mới có 10 cá nữa. Bán 7 ke nào mua thì nó mua. Còn nó mua thì mình gỡ xuống mình nâng cấp sau các bạn. Ờ, bán với trên trời vậy đó. Ờ, bán với trên trời với đất vậy đó. Chịu không chịu, không phải chịu các bạn. Quay cái đống lửa nó nhìn quen ha. Nhưng mà đây nó không có màu xanh. Ờ, ở đây nó không có xanh nước biển. Nay game có thù xanh nước biển nữa bay. Ờ, game này có thù xanh nước biển nữa các bạn. Dễ thấy hơn. Nhưng mà cách để mà cách để mà làm cái đó thì nó hơi mệt. Ờ, hơi mệt. Các bạn đi tìm á, nhìn nhận biết bằng cái đốm xanh nước biển á, đây nó có đốm xanh nước biển các bạn dễ tìm hơn nha. Còn nếu không, nó không có đốm xanh thì các bạn tự mò. Cài có hình cao nhất, là được. Cứ cao nhất là được. Quay, dễ thương với má. Nhìn dễ thương quá à. Nhìn dễ thương quá. Mò vòng đây mà nãy giờ không thấy được cái đống lửa nào vậy ta. Hôm nay trước nhà xe nó chạy dữ vậy mẹ. Có nãy, nãy mới lâu quá. Lâu hết rồi. Con lâu cái đó rồi. Ok. Chỗ này thì bạn ngồi lên ghế đó mình chụp hình nha. Ờ, bạn có thể ngồi lên ghế đó mình chụp hình đã được. Ờ, hoặc là bạn không ngồi, hoặc là bạn ngồi. Mình cũng không biết là ngồi hay không ngồi nên mình ngồi lên mình chụp hình đó. Ok, tùy là một cái nữa rồi. Giờ mình quế chỗ ra trên chạy các bạn ơi. Đây có một cái nữa nè, ngay chỗ này luôn. Cháy luôn à. Ờ. 1 2 3 4 5 1
2 3 4 5 6 7 à 6 cái là được. 6 cái là được nha. 1 2 3 4 5 6. Anh đợi cái thứ 7 này nó cháy luôn á. 1 2 3 4 5 6 7 cháy luôn mẹ anh ơi. Một hai ba bốn năm sáu, một hai ba bốn năm sáu cháy bảy lên cháy bảy là cháy. Ôi chập cá nè. Ok full rồi đó, vẫn không được luôn à. Hoài hoài hoài, chỗ này hơi bị cặn nha, chỗ này hơi cặn nha. À hiểu hiểu rồi, hiểu rồi. Ủa nhây với tay ơi. Rồi nó lại dắt mình nữa rồi đó các bạn. Nó lại nhây nữa rồi đó. Bắt đầu nữa rồi đó. À nhảy hả? Nhảy thì có nhảy. Nhảy cái gì vậy em? À đây. Các bạn múa chân dài được nha các bạn. Ờ ăn múa chân dài nha. Các bạn nhớ nha, ăn múa chân dài này nó sẽ được nha. Ừ, nhanh nhớ. Ok, cái này chạy về phía bên đường bên này là được. Cao im lặng, có cái hồ nước. Hồ nước đâu? Hồ nước đâu rồi? Đây, hồ nước đây. Quay ra chỉ in hay làm gì vậy bồ? Chụp hình các bạn ơi, chụp hình. Chụp hình, chụp hình. Ô, clip này được có mười mấy phút à? Được. Ok. Ok, mắm này full rồi đó. Mà vẫn không được à? Mất rồi. Chụp cái mặt cây quại nha các bạn. Chụp mất dạy, chụp cái mặt cây quại nó mới chịu. Chụp cái mặt ở trong nó không chịu à. Ok. Thì map này cũng full luôn rồi nha các bạn ơi. Ồ map này full rồi. Ok. Clip sau mình sẽ làm một cái map khác cho các bạn đón xem nữa của mình nha. Chúc các bạn sẽ thật là thành công khi mình tìm. Đây là vịnh sóng sóng cát trăng nha. Mình tìm được 4 map rồi. Là dùng núi tuyết với lại làng gỗ ấm. Tìm mấy cái này sau. Nó ba mọi người nha.